Bây giờ lại nói đến cái việc nước tương tamari và địa long. Thì cái nước tương tamari mình sẽ nói trước nhé. Cái nước tamari thì có nguồn gốc xuất xứ là ở Nhật Bản. Xong rồi nước tương thì lại có nguồn gốc cả ở Hàn Quốc. Rồi nước tương có nguồn gốc ở bên Trung. Rồi là tương ở Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam mình thì đến mà để nói nước tương thì phải nói đến là tương quê. Tương là mốc từ gạo, từ cơm, và là mốc từ đỗ tương. Xong rồi ngâm lên, ngâm vào ủ ở đấy để tạo thành nước tương. Thì màu nước tương của quê của Việt Nam mình nó là màu vàng ngà, hơi đục đục. Nhưng khi ta trưng lên ta kho cá ăn rất là ngon, kho mấy đậu cũng rất là ngon. Mà nước tương đấy gọi là tương sạch. Còn những nước tương kia thì nó có nhiều cái hóa chất, cái để bảo quản được các đủ thứ thì mình cũng không khẳng định là tốt hay là không tốt. Nói chung là ai thích ăn cái gì thì ăn cái đấy. Và mình đã được chứng kiến một bệnh nhân của mình. Mình nhận bệnh nhân điều trị vì cái chị này chồng thì là bị tai biến, còn chị đấy cũng bị tai biến và cũng có những thành phần tế bào ca, cũng có tế bào ca như ở giai đoạn 1. Và chị cũng đã nghe, nghĩa là nhà đấy có 4-5 chị em gái đều nhá, cứ mỗi một buổi tối là quấy cái sắn dây lên, quấy sắn dây nóng lên, xong là đổ một muôi cái tương tamari đấy vào và cho cả hạt tiêu đổ vào đấy khuấy đều lên nóng. Xong rồi chị húp luôn và ăn xong nó nóng, nó toát hết mồ hôi mồ kê ra. Nghĩa là ngày nào cũng hai lần như thế thì mình mới thấy nó hơi phản khoa học. Bởi vì khoa học, y học của nền y học của chúng ta bây giờ nó quá là khoa học tân tiến mà nó tốt lắm. Bởi vì sao? Máy móc chiếu thẳng được cộng hưởng từ vào thẳng được cả cái tâm, trong cái não, trong xương, trong tủy, nghĩa là nhìn được ra hết bệnh mà người ta còn phải nghiên cứu một chán vạ mà vẫn còn chưa xác định được là trước được bệnh. Mà cái đấy khẳng định trước được bệnh thì mình thấy rất là nguy hiểm. Đây là gọi là cái gì, gọi là truyền bồ láo, chữa bệnh bồ láo mà trong chùa mà dám đứng ra nói như thế mà còn bán nữa. Đấy lại là làm một cái điều là trái với cái việc giảng đạo giảng pháp. Mà thật sự ra người dân Việt Nam mình, thật sự ra là những cái bà đấy gọi là quá u mê. Một người là ung thư dạ con, cổ tử cung cắt rồi, trị xạ rồi và có hai lỗ thủng, và uống nước tương như thế. Và chính bàn tay mình cũng đã phải điều trị cho cái chị đấy, mình đã phải thấm khuẩn, sát khuẩn cho chị và dùng những cái nước khuẩn sạch nhất để rửa chị, và yêu cầu chị là ăn những cái gì thực phẩm sạch nhất, là những cái gì khi cơ thể con người mình nó dính những cái tế bào ung thư thì đặc biệt những cái chất đạm là mình không được ăn. Mình chịu khó ăn rau củ quả, những cái rau củ quả đấy, và xay sống ra uống nước nhá, thì rất là tốt. Bởi vì là khi cái tế bào ung thư nó không có cái chất bổ, chất thịt đỏ để nó ăn nữa, chất đạm nó ăn nữa, thì tự nó hủy diệt, nó đeo lại và nó phong bế lại. Nhưng bản thân chị thì cũng đã đi rồi, mà bản thân chị để ăn cái gì thì nó sẽ ra cái đấy. Vì hai cái đường cái gọi là tầng sinh môn của chị nó bị thủng đấy, và mình là người điều trị cho chị đấy, mình nghiên điều trị tất cả cho chị đấy rất giàu có. Nhưng chị đấy, chị keo kiệt với những người chữa bệnh, những người điều trị. Ví dụ như mỗi một lần mình rửa cho chị đấy, mình điều trị cho chị đấy, chị chỉ tính cho mình 100.000. Mà bình thường mình đi nhận những cái ca khác nhá, một ngày cả tiêm, cả truyền, cả điều trị, cả rửa giấy, cả chăm sóc hết ý, ít nhất là 1 triệu. Đấy là sự thật. Bởi vì chăm sóc những người đấy không phải là nguyên là chăm không là tiêm đâu. Phải rửa đại tràng cho người ta, phải lau chùi cho người ta. Khi mà người ta đại tiện ra, mình phải làm tất. Đấy là cái nghề của mình. Và tiêm truyền và đi cho người ta những cái chất dinh dưỡng, ăn những cái thể thì để nó không bị hôi, bị thối. Bởi vì cơ thể mình mà khi mà ốm đau ấy là nó bị phân hủy, và những cái thứ đấy nó vào nó làm mệt cơ thể, xong nó thối, nó hôi lắm. Vì người chăm cũng khổ, mà người ăn uống sướng cái mồm nhưng mà có cảm giác được đâu. Thế nên là mình luôn luôn nói với những người nhà mà có những bệnh ung thư, bệnh nằm diễn biến tai biến ra một chỗ như thế, là mình toàn nói với người ta, mình tư vấn cho người ta là ăn uống những cái gì sạch nhất, những cái gì mà không có chất đạm liên quan đến đi. Bởi vì khi cơ thể yếu rồi, chất đạm càng vào càng mệt, càng vào càng yếu, càng vào càng sinh bệnh, mà không kéo dài được tuổi thọ ra. Và mình đã điều trị lúc đấy là cái thời Covid, mình điều trị cho một bệnh nhân như thế. Và khi điều trị cho một bệnh nhân như thế thì
nhà người ta chỉ yêu cầu là khi bệnh viện ung bướu giả về rồi là xác định là chỉ tầm 10 ngày là mất thôi. Thì khi người ta liên lạc được với mình thì mình đã điều trị cho người đấy là được 1 tháng, kéo dài cho người ta được 1 tháng, nhưng bắt buộc gia đình đấy phải ký vào một giấy là nếu như chẳng may bệnh nhân có mất trong lúc mình điều trị thì đừng mất đèn mình, bởi vì cái nghề này ấy, một chân trong chân ngoài nguy hiểm lắm, làm phúc phải tội. Và người nhà người ta đồng ý, mình nhà người ta hiểu là chỉ cần chờ đợi đến ngày con người ta ở bên Mỹ về thì người ta sẽ trả cho mình là 3 triệu một ngày. Và mình đã ký với người ta là mình khẳng định là ok, 1 tháng là cháu có thể được. Nhưng mà phải theo nguyên tắc của mình là cái phương pháp ăn uống, vì mình cũng được học của một người thầy, ăn sạch uống sạch khi người bị bệnh như thế, và đào thải và cho người ta, và rửa đại tràng là quan trọng. Nhưng rửa đại tràng bây giờ đã đi lại ngược hết với tất cả mọi thứ là mình đã được học được biết, là để chủ yếu là để lấy tiền. Còn rửa đại tràng sạch nhất là chỉ có với một chút nước chanh tươi với lại nước muối sinh lý pha loãng, thật loãng ra, ta bơm nhẹ nhàng vào đấy và ta đào thải rửa đại tràng. Bệnh nó từ đại tràng mà, khi sạch được đại tràng rồi thì sạch được tất cả những cái gì trong cơ thể và không hôi không thối nhá. Đấy là như thế. Và cái chị đấy nghe ngóng các thầy như thế vào mua rất nhiều, và chính cái chị bệnh ở đấy nhá, chị đổ ra hàng tỷ, hàng 2 tỷ cho chỗ cái chùa đấy, và mua cái nước tương này với giá rất đắt về ăn uống. Mà mình cũng nói chị đấy, nhưng với mình điều trị có lúc mình đã khóc thầm, tại sao người ta với những con người như mình điều trị cho đấy, chị đấy nhá, mình làm tất cả những cái gì chị yêu cầu, và mình chỉ coi ra coi, mình chỉ mong chị là coi mình như một người thân thuộc thôi, nhưng không được, không bao giờ chị coi, và chị coi mình như một ô xin. Nhưng lúc đấy là vì hoàn cảnh, vì cuộc sống và vì cái nghề của mình không làm trái được, mình vẫn làm vì mình còn phải nuôi con, nuôi bản thân, nên mình làm tất, chị nói thế nào cũng được. Và mình thấy chị đi mang tiền đến đấy đi rất nhiều, và có một lần mình về phòng chị, mình nói chị là chị ơi, khi chị thờ Phật này, chị đang nằm đây vì chị bệnh tật này, những cái đường phân thải nó ra rất là ô uế, thì mình không thể thờ Phật ở đây được, mình phải để Phật vào cái chỗ sạch sẽ nhất. Chị nói mình luôn là không biết cái gì thì đừng có nói. Thế mình chỉ nói một câu là vâng, em không biết, nhưng em chỉ biết là cái gì sạch nhất em sẽ nói với chị. Còn em nói thật với chị, cái người ấy, chị nói rằng thầy đấy rất tốt, tương lượng nước tương như thế và mọi cái rất tốt cho chị có thấy tốt không? Lúc chị ốm chị đau, lúc chị bệnh tật chị ỉa chị đái ra, ai chăm? Tay em chăm. Chị ốm chị đau chị gọi cái ông Phật để đến có chăm cho chị ông không có, mà ông chị bảo chị là chuyển tiền và lấy nước tương về uống. Mà chị có hỏi không? Không hỏi đúng không? Và cái người mấy cái người em đấy còn bị tụt huyết áp, bởi vì khi uống cái vào nó nóng, nó ra mồ hôi của chúng ta ra nhiều quá, gọi là mất điện giải. Mất điện giải, không bù điện giải được thì ta có thể bị trụy tim mạch. Vậy mà gia đình người ta nỡ đối xử như thế. Và mình vẫn nghiến răng, mình vẫn đến, mình đi làm ở Hà Nội đấy nhá. Lúc đấy mình thuê nhà, con mình một đứa thì đi học, một đứa thì học mẫu giáo, và mình vẫn đi làm, mình đi làm mình vẫn đến, có khi đến nhá chỉ đủ cái tiền chị giả, đủ tiền công xe từ bãi Phúc Xá trường trung cấp tài chính mà đi sang bên chỗ nhà chị bên đấy, ngõ Trần Khát Trân, mà chị chỉ giả 100 mình vẫn làm, bởi vì mình đã nhận rồi, mình đã nghe từ một người, mình đã nhận như thế, nhưng mà trong lòng mình nó buồn, nó tủi thân. Thế mình điều trị cho chị đấy, đến lúc mà khô ráo, đến lúc mà cái chị và chăm cho chị đấy ở nước ngoài đi du lịch về ấy, thì là chị đấy lại thay mình. Và mình chỉ vẫn bảo chị đấy là em vẫn tôn trọng chị, em vẫn thương chị, nhưng cái vết của chị nó đang khô rồi thì chị dừng lại cái nước tương đi, bởi vì cái đấy nó em thấy nó không khả thi. Và mình cứ ngẫm mãi đến bây giờ, và đến bây giờ nó đã bùng ra. Đấy là một sự lừa đảo, một sự lừa đảo kinh khủng luôn. Tại sao trong hội Phật giáo mình để như thế, để cho một cái ngôi chùa buôn bán như thế, nói những cái sai sách hết như thế, từ địa long từ nước tương tamari, lừa những người Phật tử, lừa những người đặt niềm tin hết vào, lợi dụng cái danh chùa, lợi dụng là từ A Di Đà Phật, lợi dụng ngài để buôn bán, để lấy từ những cái người đấy, từ lọ muối vừng, từ lọ muối lạc. Mọi muối vừng muối lạc nếu mà tính trị giá lên nhá, nó chỉ tầm khoảng độ 30.000, nhưng mà nó lên đến hàng triệu đồng. Không cứ mua đâu mà còn cúng dường rất nhiều. Đấy là mắt mình nhìn thấy. Mình bây giờ vẫn còn bằng chứng mà. Bây giờ mình vẫn còn. Và cái chị đấy bây giờ vẫn dùng, nhưng vừa rồi bị tai biến lại và đã dùng hết dùng nữa. Gọi điện cho mình là xuống điều trị, mình không nhận nữa. Mình không bao giờ nhận, mặc dù rất thương, mà mình chỉ cho cái phương án là dùng như thế, ăn những cái gì sạch. Thì khi con người bị ung thư, bị tế bào ca rồi, mình hạn chế tối đa nhất, phải tối thiểu hạn chế 99% là chất đạm vào người. Còn đâu ăn củ quả,
cơm vẫn ăn nhẹ nhàng với tinh bột, đấy là chữa bệnh. Đói cũng là một bệnh, và nuôi ta lớn từ chất gạo, từ gạo. Nhưng bây giờ gạo thì nó có nhiều cái chất bảo quản, nhưng ở mình đấy là gạo quê. Và chỉ mong mọi người ăn sạch uống sạch và nghĩ lại, hãy cố gắng phải thật thông não lên, minh mẫn lên để nhìn những cái gì tốt đẹp nhất ta sử dụng vào cơ thể. A Di Đà Phật.